Lâu lâu á, sau cái mưa cái trời nắng lên, ngày hôm qua thì trời nắng nhưng mà mình ngày hôm qua thì mình được nghỉ làm, tại vì nó cũng trời mưa, nó cũng có dọn dẹp cái công trình. Bữa thứ tư mình có ghé qua cầu ta và này nọ, nó chụp bà chè gì mà thở trong xây mê xây quỳ, nó dẫn xây ở đây là mình thấy nó có hai cái hình móng của mấy bạn, một cái bên đây, một cái là cái chỗ này, một cái chỗ đây, một cái có đường ở bên này nó lật lật, mình thấy thấy cái lần như hai cái bóng hiện ra vậy đó. Cái lão đó là mình coi những cái khi mặt trời nó lên nó ra xa mặt trời nó là bên trái mình là hướng đông, còn này mình thì ở phía sau lưng mình là hướng đông, còn phía trước mặt mình là hướng tây và tây nam. Mưa thì nó rải rác, nó cũng mưa rất rất một vài hộp, nó vẫn còn mưa đó các bạn. Nhưng bữa nay là tiếp tục mình ở làm cái xây lên cái lên cao, đó là bốn phía đó, mà nó là bốn phía đó. Nó cần cái tờ giấy cho mình chứng để chúng mình sẽ đi tới, thì nó làm nó cũng rất là nhiều thứ mấy anh làm để chuẩn bị để sửa soạn dọn dẹp để thứ hai tới này nó sẽ đổ cái công trình cho cái vai quê đó. Lẽ ra đổ tuần rồi nhưng mà nó cũng đổ nó để dành vậy để nó tiết kiệm cái xi măng, cái bê tông, hoặc là nó lấy nó làm luôn, nó dùng cái đó để châm châm nước cho nó lỏng bẩn ra đó, để nó đổ cái phao cho mấy cái tường lên cho nó đặt ruột lại. Thì cái cách đó thì nó rẻ hơn là nó rẻ hơn là cái mà mình đổ nguyên cái tường một công trình thì nó mắc hơn. Còn cái xi măng block rồi cái tóc nó đổ sẵn á, nó lọc khuôn nó đổ sẵn vậy đó, thì đây cái nó tường nó vừa thẳng mà vừa cái nó tiện, nó đỡ tốt thật nhiều các bạn. Thành ra họ thích cái đó là cái kiểu xưa rồi, sau này là nó dùng cái bê tông khuôn nó lẹ hơn, nó làm á là nó tiết kiệm là mấy tháng là nhân công á đó. Nhưng mà những người vậy là những người bê tông thì họ có tiền, nhưng mà thợ mason á thợ hồ là họ nghèo lắm, không có tiền nhiều lắm. Trước mặt cái xe mình á thì cái nước mưa nó nhiễu, nó mờ cái đường hình của mình hết. Giờ mình quay qua bên đây đó, mình đi ngang cái thành phố Dô Belinda, là cái thành phố của nơi sinh và nơi yên nghỉ của cố tổng thống Nixon, hai vợ chồng cố tổng thống Nixon. Về đây nó có làm cái thư viện Nixon Library ở đó. Qua bên đây cái móng nó vẫn còn, cái móng chùa cũng còn. Tôi không có ham hơn cái móng mà anh rõ ràng thấy, rõ ràng hai cái móng một cái đậm cái lợn không, đó đâu chưa là cái sao lưới, cái đâu có cái bức tranh nào để mà nó tẻ ra cái màu của nó đẹp, cái rainbow, nó chưa là cái rainbow, cái màu cầu vồng rất là đẹp. Cầu vồng hồi đó trên dân mình trên quê thấy mấy em họ mà lớn nhất nó kêu cái móng chùa mình cũng kêu chồng chơi vậy thôi. Hồi xưa nói là tụi nó nói là mẹ mình la nó cho, vì cái mà nói móng chùa là nó kỳ, mình thì móng chi nữa, có ảnh rồi mình cũng làm gì hết rồi. Bây giờ đó rồi, bây giờ là ở Mỹ là bữa nay là ngày 30 Tết rồi, mà giờ sáng sớm thì giờ là vào 7 giờ sáng mình trên đường đi gần tới chỗ làm rồi. Bây giờ nhiệt độ ngoài trời là 48 độ, hồi nãy ở nhà mình là 44 độ F với các bạn, tức là 12 độ C đó. Bây giờ là đây khoảng 13-14 thì dân cư nó nhiều đó, thì nó xài thì nhiều khi ta có xài sưởi rồi có những cái cơ sở business họ làm cái ơi cái móng này nó cũng dài, móng dài thì lục bóng cục thì mưa theo hai đường các bạn nhìn mình thấy ngay cái hình đó, cái đây có một cái chánh này, còn cái đây cái mờ hơn này. Mình nhìn thấy cái bóng đó, cái hình bóng của cái kia đó, nếu mà giờ nó làm sao mà nó le ra đó, nó cái không biết cái kiểu nó làm sao mà thấy lần đầu tiên mình mới thấy hai cái móng á, hay là biết bữa nay mình ăn cái móng giò đó, mình mấy rồi mình ăn cái bánh canh giò heo ngày hôm qua, mình chợ mình làm cho ảnh tô bánh canh tôm với thịt, anh ăn hết đến trường cái bánh canh lại mấy mà. Cái bánh canh cái udon đó là nó ăn nó rất là ngon, nó mềm, nó làm một bịch gạo, là mình mua cái bánh canh của đại hàng á mình ăn đó, mua trong hộp thôi đó. Nhưng mà về là mình nấu cái nước lèo nấu đồ lại để nó, thì mình nếu mà mình trữ cái nó tươi đó thì là mình mua qua nóng ăn thì nó hơi, nên mà mua trong cái gói nó sao một cái thùng 6 gói là mình bứt một mình, mình bứt hết 5 gói, 5 hũ rồi. Còn ảnh mong muốn mình rất là thích ăn cái bánh canh hơn mì, muốn biết nữa đó.
thôi thì mình nấu nấu nước lèo ăn rồi giờ có nhiều hết bánh canh bánh canh gà heo, qua tới bánh canh trường, rồi qua tới bánh canh cua, bánh canh tôm, và bánh canh đủ thứ rồi, mình thích cái gì là bánh canh gà cũng cái gì là mình đổi cái nhân đó thôi, ăn cụ thể cái chân hoàng lên đó là chủ yếu là có cái hành phi, nhưng mà hết hành phi rồi cho nên vậy mình thì hành mình có hành sấy khô rồi đó, đi ra một để dành ăn tuần lễ đó thôi, cứ hết tuần đó thì cái dầu hành đó thì mình lấy mình xào gì xào đó, hành phi thì mình để trong cái keo đó là ăn trong vòng tuần rồi hết thì mình làm nữa, cho nên làm lâu thì nó rất dầu các bạn, còn mình cũng có thể bỏ trong cái nồi mình làm trong cái nồi sấy không dầu đó, cái tay đó là nó cũng được đó, nhưng mình chưa thử cái máy đó mình có này, cái đó mình có này muốn năm chưa xài, cháu mình chị mình lấy nấu lấy làm là cái gì đó heo quay làm hoài là heo quay là cá nướng hoặc cái kia, nhưng mà mình chưa, mình nhớ cái gì mình rành rồi nó giống như mình xài cái nồi áp suất đó là rành rồi lắm, cho nên là mình chơi toàn là mình nấu ăn toàn là mình dùng cái nồi áp suất không à, nấu rất là lẹ, đậu là nó mềm mà nó không có đen cái nước nha mấy bạn, nấu tất cả những cái chất ngọt nó còn giữ trong đó, ngay cả cái xương hồng cũng vậy, cái miếng thịt ở trong nó thật là đỏ vậy đó, rồi nó ở ngoài nó mềm nó rẹo tới cái xương nó còn rẹo ra luôn đó, đó là cái ưu điểm của cái nồi áp suất á. Ê mấy bạn ơi, bây giờ bên này nãy cái móng bên kia là cái khúc đầu, ở đây là cái khúc đuối nè, cái này là móng dài thì lục rồi đó, chết rồi, chết kali rồi đó, phía dưới là cái đường kinh nó quá trời nước, cái đó là cái kinh cái trong cái nước mà từ cái San Gabriel Mountain trên cái San Bernardino đó, đó nó chạy vô vậy nó ngập luôn tới trên cao luôn á, còn thấy không, cũng nguyên cái lòng nước đó đó dài 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 đó, hồi đó đây là nó có cái nước sôi đó, nhưng mà bây giờ nó dọn đi là để nó đào lên, nó những cái mương nó bơm nước từ ngoài đó nó vào trong này, nó là thêm một cái hộ dưới chân cầu, một cái đập nước ở dưới chân cầu á để nó giữ nước trở lại, nó dùng ở đó để nó tưới những cái cây bên phi quê rồi này kia vậy đó, đó đó, bên này nước nó ngập lên quá trời, nước nó ngập luôn ở trên cái bờ đất cây này này nè, đó đây là cái đó nó chặn, nó làm cái hồ dự trữ, nó chặn đất lại thôi đó, chặn đất chặn đá đó, đó quá trời về nước hồi xưa chỗ đây đó là cái mình nói rồi, nó là cái chỗ cái vườn ươm cây đó là người tốt lắm, mà chừng 3 năm nay là nó dọn đi mất rồi đó, vẫn còn mớ cây lớn để nó che cái cây nhỏ nhỏ của nó đó, nó có ít sậy đó, nó để đó để nó cắt cái đó để nó cột cái cây này kia đó. Bên trong đó là cái nhà máy xây nước, cái đập nước, cái nhà máy lọc nước rồi này nọ, nó quá trời luôn, nó kéo xuống mà tuyết rơi luôn trong đó luôn, tuyết trong đó luôn từng mảng á, đây nguyên cái đập nước nó dài, nó dọc dọc trong cái freeway 91 là mình hướng về cái hướng bên sau rồi đi, cái exit tới này là cái đường Lakeview thì nó sẽ đi vào cái cổng chánh của cái thành phố dọc Palinda, cái móng bên đây nó vẫn còn ha, cái móng thứ nhì nó làm đó, mặt trời lên đó, thì nó bay mất, nó còn có cái chấm mà nó dài từ bên đây, từ ngã bên đây qua bên kia, nó như là cái cửa dòm, nó dòm trời mình đi lên trên thiên đàng, những người, những linh hồn lên trên thiên đàng chỉ cho con vượt qua cái cầu rồng đó, mình chỉ tưởng tượng vậy thôi chứ không ai nói là mình thấy gì đó, cái cổng nó dễ, nó sáng sủa, nó đẹp, nó tươi đẹp bên kia đó, thôi thì mùa xuân nó cũng sắp tới rồi, mình xin kính chúc cả gia đình, cả bạn bè, các mấy em khi tới ủng hộ mình đó, được một mùa xuân vui tươi hạnh phúc đó, được cái sức khỏe dồi dào, năm mới an khang thịnh vượng.